Hôm nay thì chúng ta thử qua con game mới. Game này có tên là Winter Survivor. Đây, chúng ta lướt qua cái trang tên phép tử trong cái lúc mà tôi đang tải game đó hay gì đó. Xem qua cái đoạn giới thiệu mô tả ha. Đi sâu vào trải nghiệm sinh tồn mùa đông tuyệt đỉnh và xem bạn liệu có thể sống sót đủ lâu để được cứu hộ hay không. Trải nghiệm hệ thống tỉnh táo, độc đáo trong trò chơi của chúng tôi giúp đưa cái khả năng sinh tồn lên một tầm cao mới. Vậy là con game này có một cái trải nghiệm hệ thống tỉnh táo gì đó rất là độc đáo. Thì tí nữa chúng ta sẽ biết. Game này sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2024 sắp tới. Thì tầm tầm quốc tế phụ nữ á, anh em nào không tặng quà mà cho chị em á, thì đây gấu nó sẽ tìm đến anh em như thế này. Còn khoảng 1 tuần nữa nha, nên chắc cái thời điểm mà tôi đăng video này á thì cũng gần gần ngày 7 thì tôi mới đăng được. Game này sẽ ra mắt mà trong cái chế độ Early Access, cái thời điểm kéo dài chắc là 6 tháng nhưng mà chưa biết chính xác là khi nào đâu. 6 tháng thì bây giờ chắc tầm tầm là cao lắm là tới gần cuối năm thôi. Chúng tôi sẽ có kế hoạch update game là mỗi 8 tuần một lần. Đó. Thì không biết cái thời lượng con game này nó bao nhiêu. Nên mà update mỗi 8 tuần một lần thì tính ra là khoảng 2 tháng một lần. Vậy là 6 tháng thì tính ra update khoảng 3 đến 4 lần nữa. Game này sẽ có dự định tăng giá khi mà ra cái phiên bản đầy đủ. Nên bây giờ anh em có thể cân nhắc mua trước được. Để có một cái mức giá khỏe hơn, mức giá nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà giá game bao nhiêu thì tôi cũng không biết luôn, tại game chưa ra mắt nữa. Game tới 20.000 lượt follow luôn rồi nha, một con số rất là khủng khiếp luôn. Đây, từ lúc là họ lập cái trang tem phết vào thời điểm là đầu tháng 1 với năm 21 tới giờ cũng hơn 4 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Cái roadmap phát triển của game này rất là dài. Bây giờ coi thử cái trailer thôi, nhìn cái con gấu nãy đúng là quà 8 tháng 3 của chị em dành cho anh em đó. Con game này đồ họa nhìn kỹ thì nó không thực sự quá đẹp nha, nó hơi bị bệt một tí. Nhất là cái đoạn mà trailer game á, thì anh em đã render cái cinematic nó rất là cao. Chúng ta có thể săn hươu nè, săn gấu nè, săn chó sói luôn nè. Rồi đúng là cái mùa đông này nó khắc nghiệt thiệt. 4 con chó sói, đáng lẽ bà còn mới đúng chứ. Đó, Volibear của anh em đó, game làm bằng Unreal Engine luôn. Không có ma cỏ gì đâu phải không, hay là just open world survivor gap thôi, không có mà kinh dị gì đâu, nên chắc tôi cũng chơi được đó. Đây coi thử dài lắm ảnh ơi, chó sói nè, giao diện mà HUD USUI làm cũng chuẩn chỉ phết nha. Hồi nãy thì tôi thấy có một cái chế độ gấp tinh xây nhà nữa, nhưng mà người làm sao solo lại nổi gấu ta. Leo bia movie làm nhớ đến cái cảnh săn gấu. Đây nè, anh niên Leo mà solo với gấu nè đó, anh em nhìn thấy giống không? Hy vọng là chúng ta cũng làm được cái trò đó luôn trong game. Ông nào chế ra cái ảnh này vậy, vãi thiệt. Rồi chúng ta vô thử con game Winter Survivor này xem chất lượng nó như thế nào. Thì tôi chắc để mà setting trung bình thấp thôi, nhớ để cao quá thì không ổn. Cái phần bóng là tôi tắt luôn á nha. Nãy tôi mò mò vô thì setting FPS nó thử như thế nào rồi. Đây, mấy cái này thì hai cái gung camera nè, cái camera gắn theo đồng nè, cái camera nó gung lắc nè, nên tôi tắt hai cái này luôn. Ba cái này là bắt buộc phải tắt rồi đó. Còn bên đây là display graphic. Display này nó có vi sim đây hả? Vi sim đây thì chắc phải tắt rồi, tắt nó mới ổn định được nè, nên lock ở 60 thôi. Còn cái này là color gì đó, đẩy cao cao anh thử này. Còn cái phần này là graphic, hầu hết là để hai với màu cha thôi. Riêng cái phần bóng này thì tôi bắt buộc phải tắt, tại nếu không thì nó nặng dữ lắm. Bình thường thì nó cũng nặng nè, cái này chắc giảm xuống một tí thôi. Rồi tạm thời ẩn cái PS đi, chúng ta vô game thao luôn lay hả, để mà biết thêm về cái hướng dẫn tương tác trong cái trò chơi này như thế nào.
cơ chế và tính năng của nó thì khuyến khích nên thử nghiệm qua cái chế độ mà hướng dẫn này. Không cần Go vai thì có sẵn một cái của tôi rồi. Tại game chúng ta có hai chế độ, một là story cốt truyện, còn hai là bất tận luôn. Chế độ thứ ba thì chưa mở, cái là từng cái cơn sóng lạnh nó sẽ ập đến, nên chắc chơi tôi ghi đi. Phần này là cái độ khó nó ảnh hưởng đến combat, tương tác với môi trường, điểm yếu của quái vật gì đó. Hiện tại thì chỉ có một cái chương giới thiệu đầu tiên và chương 1 thôi nha, còn chương 2, 3, 4, 5 thì chưa cập nhật. Thì theo như cái nhà phát hành hồi nãy họ ghi mô tả những trang đêm phép á, thì cứ là 8 tuần họ sẽ cập nhật một lần. Thì chắc tôi nghĩ là 8 tuần nữa thì mới có cái Act 2. Thì khi mà ra Act 5 là coi như game kết thúc giai đoạn Early Access luôn. Bây giờ chúng ta vô cái intro cầu đút đầu tiên. Winter Survivor. Ủa, tôi tưởng con game nó bị lỗi render chứ. Hóa ra là nó cố tình nó để thế này. Nhấn T để tập trung. Alo, vô đây à. Yo, it's me, Joel. Tôi đây. I'm going on a trip with Mike. Tôi có một chuyến cắm trại với cái mà Mike. Có muốn tham gia không? Anh em nhìn cái tên con game với mà cái bối cảnh nãy giờ thì méo ai chọn có đâu. No. Great, I'll pick you up tomorrow. Lũ đảng đó, mình từ chối nó cũng mà. Ngày mai tôi sẽ đón bạn đó. Đây đây. Honey. Thôi đi, à chắc vợ mình đang mang thai rồi. Did you feel it? Anh có cảm nhận được nó không? Tôi đang gờ vô màn hình đây, nhưng rất tiếc là không. Wonderful, isn't it? Danny? Do you have to go? Danny, what the hell? Get up and help us! Nếu gì đó Danny, giúp chúng tôi. Mình đang hồi tưởng lại mà cái trước khi cái chuyến đi này thôi. Hỏi lại mà cái vợ bầu của mình. Nghĩ sao mà chu du gần cắm trại như thế này trời. Bỏ lại vợ nhỏ con thơ ở nhà. Rồi lấy cây nè, nó hói mình dữ rồi. Rồi tôi nghe có tiếng có tiếng thối vậy. Ê, lụ đạn nhờ nó. Mọi thứ ổn chứ, hít thở đi. Đây thằng do bạn mình đây. Đầu mình vẫn còn bị chón nữa. Are you hurt? Có bị thương đâu không? No. Không có, đèn ổn hết anh ơi. Nhớ cái hang động lần trước chứ. Đến và trốn ở đó đi, tôi sẽ đi tìm Mai. Đừng mà, đừng có bỏ tôi ở đây một mình. Nhớ mở cái radio lên nha, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những cái gì đó tìm thấy. Không phải đi này. Thằng này nó đi tìm Mai rồi, thằng Mai đâu mất tiêu luôn rồi. Nhấn nút cách để leo lên cái vách này. Ủa? Anh tên đeo hột cái gì mà anh nhanh như vậy? Nhấn C để mà ẩn nấp khỏi những cái con quái thú, quái vật, động vật. Ê. Có hai con sói, hai con chứ không phải ba con nha. Ôi, mình có thể lướt được nữa nè. Rồi đi thôi. Mình biết cách làm rồi đó. Ôi. Nó có quay lại không ta? Hay là nó đi luôn? Rồi nó đi luôn rồi. Chạy. Núp. Chạy. Ê. Con còn đó nữa kìa. Để sao đi ta? Có một con đang nhận đường đây rồi. Đuổi nó đi. Nhìn thấy con quả đó không? Hãy thử mà dùng con quả đó đi dọa nó. Nhấn nút G để mà lấy cái tiết. Nhấn G lấy cái tiết. Giữ chuột phải để ngắm và chuột trái để ném. Cái méo gì vậy? À, giữ chuột phải càng lâu để tăng thêm cái lực càng mạnh. Đây, con chim đây. À, cái dòng nó đỏ ra kìa. Cái tâm ngắm nó bự ra kìa. Cần canh góc không? Headshot. Ê. À, nó chạy theo chim rồi. Giọt.
Tay của tôi nó lạnh quá đi. Vào cái hang động ngồi giữ ấm cho cơ thể. Dưới này có hai con đó nè. Cái đá này mình lấy được hả? À nó đi rồi, nó đi rồi. Lẹ 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 lẹ. Đừng đừng đừng, đừng có di chuyển. Rồi đó, quà 8 tháng 3 của anh em đó. Sô-cô-la của anh em đó. Gấu nâu, thỏ nâu chứ. Sống đi đường khác mà, đi cái đường đó nữa. Đi bám theo con thỏ nâu à. Nhấn ship để chạy. Rồi nó có đuổi mình đâu. Ê ê ê. Nó lên được không ta? Chứ nó không lên được đâu. Ê ê. À nó đâu có lên được. Đó ngoan hiền liền thấy không? Thuần hóa nó được không? Tâm mình đó. Rồi người ta có câu á, dân gian á, là chó treo mèo đậy, nên gặp mấy con chó này, anh em cứ leo lên là sống à. Mất tín hiệu với thằng Joe rồi. Sao trong hang mà nó chó gì vậy nè ta? Chắc cái phần mà đổ bóng nè. Nè có bóng lên cái anh em nhìn thấy nó đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà bóng nó thì rất là nặng nha. Bóng game này cực kỳ nặng luôn á. Bây giờ nhấn Y để mở cái mà ba lô mình lên. Những cái vật phẩm trong ba lô thì sẽ được đặt vào cái ô dùng nhanh. Chỉ cần kéo thả nó qua bên phải như thế này. Dùng nhanh á sẽ hữu ích hơn rất là nhiều. Mình có thể sử dụng cái phím tab để gọi. Như đây. Xong nào. Nhấn phím tab. Chọn cái bình. À đâu nó hiện số 8 ở dưới thanh tab 3 luôn nè. Uống nước hả? Tìm một cái nguồn nước gần đó và đổ nó vào căng tin đây nè. Nhấn E để đổ, nhấn G để uống. Xong rồi nhấn cái này vô, nhấn chuột trái để đổ vô cái căng tin. Căng tin là dạng cái bình chứa nước á. Sao không đổ được ta? À cầm lên nữa. Cái gì? Cái gì? Hang động nó sập hả? Vãi đái. Tôi không muốn là đang chế độ mà tĩnh lặng đâu. Chỉ là lấy hơi thở hơi tí thôi. Còn Mike thì sao? Không thể tìm thấy bất cứ cái gì với mà cái thời tiết như thế này. Chúng ta chẳng cần phải chờ đợi đến sáng. Bây giờ thì sao? Cần phải nghỉ ngơi và ăn uống cái gì đó đã. Bây giờ đốt lửa đi. Rồi, nhặt cái thứ gì đó xung quanh. Và sau đó là kiểm tra cái ba lô của tôi. Coi có cái gì hữu dụng không. Rồi lấy hết đi. Cần gì biết cái gì hữu dụng hay không. Cảm ơn nha. Rồi em đi đây. Nhấn Y để mở cái chế độ gấp lên. Trong cái cửa sổ gấp tinh này á, thì mình sẽ nhìn thấy những cái mà nguyên vật liệu ở phía bên trái như thế này. À đây. Bây giờ chuẩn bị gấp một cái cam file. Cam file thì chắc nó bên cắm trại nè. Đây đúng rồi. Ủa? À chuột phải đi gấp. Bây giờ tương tác với cái cam file mình lúc e. Sau đó đặt và lửa ba cái đồ ăn vào. Cái này là nguyên liệu. Mình có thể mà áp xếp mấy cái thực phẩm, mấy cái nguyên liệu bên cái cửa sổ bên này. Bên này là những cái vật phẩm tiêu thụ như là đồ ăn. Nhấn chuột phải để thêm vào. Đây là nơi để mình nấu thức ăn, coi có thể nấu được bao nhiêu. Những vị trí để mình nấu. Đây nên nhớ là để đồ vô đây xong đó bật lửa lên. Rồi rồi rồi, nhớ bật lửa chỗ này, đây úp. Bây giờ bỏ cái này vô. Nguyên liệu hả? Nguyên liệu bây giờ đã đây rồi. Đốt lửa lên. Bỏ thịt vô. À bỏ vô nè, bỏ cái cây xúc xích vô nè. Cảm thấy tốt hơn đó.
khỏe rồi. Gì? Nhiệt độ cơ thể. Cái gì? Ê, ê. Anh này anh chạy nhanh vãi. Bây giờ tìm một cái chỗ nấp. À, nó bắt mình nấp ở bển rồi được. Anh qua bển đi, em ở đây cho. Giờ làm sao? Chạy. Đây, 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 đây. Mình có thể trốn vào cái chỗ này. Ở đây đi. Gì? Rồi không chừng nó ăn thịt thằng voi đó. Kìa, nó đang gặm voi kìa. Thơm ngon, vị tuyệt hảo. Bổ béo gì không trời. Rồi nó ăn xong voi luôn đó gì. Thôi, bây giờ ra được rồi. À, anh ấy vẫn tỉnh, tỉnh như gùi luôn á. Nhìn thấy cái dấu chân của nó không? Coi kìa. Không biết là nó to đến cỡ nào đâu. Thêm một con gấu khác nữa. Gấu thì không ăn thịt người đúng không? Méo á. Nó ăn cái thằng nào mà chạy chậm hơn thôi. Rồi bây giờ làm gì nữa anh? Ba lô còn gì nữa đâu? Jet food. Rồi ăn. Ngon đó. Không còn nhiều hơn, không có còn cái gì hơn nữa đâu. Bây giờ mình lắp được cái thành trạng thái rồi. Bây giờ đi ngủ đi, thanh niên này sẽ canh chừng cho mình. Ngày mai thì chúng ta sẽ đi khám phá cái khu vực này, tìm kiếm một cái sự giúp đỡ nào đó. Giống như là một cái nơi trú ẩn chẳng hạn. Còn Mai thì sao? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm anh ấy luôn. Có khi ngày mai ra nhặt cái xác thằng... Ngày mai nhặt xác thằng Mai. Bây giờ phải đặt một cái túi ngủ lên sàn. Túi ngủ thì... Ủa, có mỗi cái campfire vậy ta? À, nó cho mình sẵn cái túi ngủ nè. Chụp phải đi sử dụng. Ngủ dậy thấy thằng gió nó ăn thịt mình không ta? Rồi đi ngủ thôi. Rồi, goodbye. Nó chỉ là một chuyến đi ngắn mà thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nghe cái câu đó là thấy có điều chẳng lành đó. Anh sẽ trở lại sớm với em. Nhanh nào cái chàng trai thức dậy đi. Chúng ta trễ rồi. Kìa, xe buýt kìa Danny, chạy đi. Thức dậy. Chạy gì nữa, chuyển sinh luôn đó. Nghĩ sao mà chui vô cái gừng như thế này cắm trại không biết nữa. Cái gì? Tự nhiên chạy như ma đuổi thế này. Tôi thấy có điểm chẳng lành rồi đó. Cắt cảnh mà đứng trước cái bụi tắm. Rồi xong luôn, quà 8 tháng 3 của anh em đó. Rồi đúng cái quà 8 tháng 3 luôn. Có thấy cực quang trên bầu trời không cơ? Cái méo gì đây? Tôi đang ở trong game, tôi đang trên YouTube. Cái nhiệm vụ mới là cú ngã thất bại. Mình không thể cảm nhận được cái ngón tay mình nữa. Lạnh quá như vậy. FPS nó gấp quá, nên tôi đành phải hy sinh cái phần bóng hơn nha. Bóng như thế này thì đỡ không nổi rồi. Đây, tắt bóng đi nó dễ nhìn hơn đó. Mình lạnh quá, mất hết mà mấy cái trang bị luôn rồi. Cái cỏ lấy được hả? Lấy được thì cứ lấy thôi. Bây giờ làm cái gì? Hot spring, suối nước nóng. Mình gần phải đến cái suối nước nóng rồi đó. Cửa đóng rồi. Có cái gương, gươm hết luôn. Không đi được, không lấy đi này. À đây nè. Tranh thủ lụm đồ, lụm được cái gì lụm cái đó. Đi đường này hả? À? Cái gì đây? Ôi vải, nguyên con hưu luôn. Nát bét ra này. Mất luôn cái phần da rồi.
Nhưng mà sao thịt nó vẫn còn đó. Mấy con thú ăn thịt là nó chừa lại là cái phần thịt nha, da thì nó gặm nhấm thôi. Còn cái này như bị lột da vậy. Trời ơi, có chó sói nguy hiểm. Anh em nghe tiếng nó chu không? Cái gì nữa đây? Game này không có kinh dị đâu nghe. Thanh niên nào nhảy dù bị mắc kẹt trên đây, hành xương khô luôn rồi. Nuốt được cái gì không? Không. Anh em có câu mà chó treo mèo đẩy á, là nó gặm nát cái giò thanh niên rồi luôn rồi. Nhưng mà vẫn không ăn thịt được. Cái gì đây? Đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ chạy thôi, cứ đi thôi. Ê, ê, ê. Chó nó đuổi, đuôi nó đỏ. Rồi, tới được cái suối nước nóng nè. Tới đây chắc giảm cái nhiệt độ cơ thể mình xuống. Trời, chó nó đuổi tới đích rồi, còn đứng đây mà sưởi ấm nữa. Holy shit, ơi 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 ơi. Trời, nó còn bật ba cái nhạc đó lên nữa. Thiệt á. Gun for your life. Ủa, nó có đuổi nó đâu. Ê, ê. Rồi, ăn cứt luôn. Kỹ giò luôn hả vậy? Nhớ mặt mày nha. Thanh niên này là nãy giờ không biết té bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cần phải vào cái nhà đó. Chắc là đi cái đường này lên thôi. Hết chạy nhanh được luôn rồi, què giò nè. Cái gì, cái gì? Cái con nai nó bé nát bét vậy mà nó đi được hả? Ủa? Cái đéo gì xảy ra với mình thế này? Vô nhà. Đi không nổi luôn á, đang bò bò lết lết nè. Có phần đó, có ai nhau không? Đóng cửa. Không có chốt phá cửa hả ta? Đi. Lụm được hết luôn nè. Gom hết đi. Mấy cục xí ngầu để làm cái quái vậy nè. Cái này là cái dây phơi khô quần áo này, cái dây cáp gì đó, gom hết đi. Mình phải đeo một cái mà kẹp chân vô, chắc là cái thuốc chữa trị chân gì đó. Cái này phải không? Đây nè, tốt hơn rồi. Cái lạnh đang giết chết chúng ta. Bây giờ thì bắt đầu đốt lửa. Rồi đốt lửa lên. Này nó cho mình khúc gỗ nè. Hy vọng là anh ấy tìm được Mike thôi. Mình không thể đi hốt giúp đỡ gì bây giờ cả. Quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đi lút đồ nha. Này gì? Này gương hả? Mấy cái đồ cơ bản thì chắc mình bỏ vô hết. Cái toa xe lửa là cái gì ta? Nấu ăn thì chắc cũng về đây nấu thôi, nên cứ bỏ hết vô đi. Nhựa nè. Cái này chắc để dành ăn. Còn gì nữa không? À, nó có mà xếp theo cái mà cân nặng đó, nghe trọng lượng đó nè. À, 16 x 40 kg nè. Từng trên có đồ nữa kìa. Không, không lên được. Cầu thang cũng để chân thôi. Trời ơi, nhà cửa nó tan quát ở trên này nè. Bây giờ lên giường mà ngủ.
lên giường ngủ thôi, chả làm được cái gì nữa cả. This fucking trip. Một cái chuyến đi cực kỳ khốn nạn, đờ mờ cái cuộc cắm trại này. Cái gì đây? Con bướm hả? Cái này là cái gì? Để tôi mở cái tool dịch lên đây. Chả hiểu gì cả. Những cái mà những cái debug này trong cái quá trình sinh tồn của mình á sẽ ảnh hưởng đến cái thần kinh của mình rất là nhiều luôn. Bây giờ cái thần kinh mình quá tải 100% rồi, nó sẽ xảy ra cái gì đó. Nhấn quy để tiếp tục. Cái chế độ điên cuồng trong cái bộ não của mình sẽ chia làm hai lần, bên trái á là tiết ra cái chất gì đó, bên phải là ảnh hưởng đến cái nhận thức, bên trái ảnh hưởng nhận thức của mình. Đây là cái sáng tạo độc đáo hồi nãy nói là bây giờ cái thần kinh của mình thì sẽ bị cái yếu gì đó thôi, ảnh hưởng đến những cái mà như cái tầm nhìn của mình gì đó. Giống như cái cảnh hồi nãy mình nhìn thấy con hưu á, là nó ảnh hưởng bởi cái tâm lý là cái này là có mắt nè. Anh em mà lên cấp trong mấy con game sinh tồn á, anh em tăng điểm kỹ năng, như anh em đập đá trong cây hay là máu cao lên. Còn con quỷ này thì nó ngược lại nha, anh em lên cấp á, thì cái thần kinh anh em nó càng có vấn đề hơn, nên anh em chọn cái kỹ năng gọi là debuff. Tức là bây giờ mình sẽ bị những cái thứ như thế này nè. Ở trên còn nữa nha, tôi thấy còn mấy ô vuông như này nè. Bây giờ thì mình có thể nhìn thấy những cái mà tài nguyên gì đó. Trời ơi, khi mà nhìn thấy thì nó giảm chế độ hồi phục gì. Những cái con vật như là không có nguy hiểm, nhưng mà những con dê, con thỏ thì có thể xuất hiện những cái ảo giác. Nó sẽ ảnh hưởng đến mình trong cái quá trình đi săn. Tức là mình nhìn thấy mình đi săn nó, nhưng thực ra nó chỉ là cái ảo giác thôi. Khốn nạn thiệt. Bây giờ thì mình gặp luôn cái ảo giác về những cái thực thể, cái vật thể như thế này. Thậm chí có đường mà mình nhìn không thấy. Trời ơi, chọn mấy cái debuff này. Cái này thì tương tự như cái này á, nhưng mà những con thú nó giận hơn. Nên mình gặp mấy con sói hay là gấu gì á, mình hoảng loạn luôn mà không biết nó có thật hay là ảo á. Cái này là cảm nhận về thế giới bên kia. Khi mà mình có khả năng nhìn thấy được cái đốm sáng, đốm lửa màu xanh như thế này á, thì nên tránh xa nó. Tức là chọn con mắt ra đi. Chọn cái nào nguy hiểm cho nó. Đi săn thì mình chưa có săn được cái gì mà nhìn thấy ảo giác nữa, sao mà săn. Còn chưa đi khám phá nữa, gì nữa nè. Trời ơi, đi chọn cái debuff cho bản thân. Bây giờ mình tỉnh lại á, mình đang rất là khát nước luôn, nên phải đi tìm cái gì để uống trước đã. Sợi dây này để phơi khô quần áo thôi, nên bây giờ mình đi kiếm cái gì uống đi. Uống xong mình sẽ quay lại đó. Quay đã làm khô quần áo một lần nữa mới được. Nước đây, nhấn G để uống. Ủa? Cần phải tìm cái nơi mà sâu hơn thì mới có thể uống nước được. Ngồi đầy nước chưa? Quần áo mình bị ướt rồi, phải chạy về phơi khô một lần nữa mới được. Ủa? Nhà đâu rồi? Đây nè. Mình mà để cái đồ ướt đi trong trời lạnh như thế này là chuyển sinh luôn đó nha. Nên bắt buộc phải làm khô quần áo. Này. Đốt lửa anh luôn, cho nó nhanh khô một tí. 20 phút hả? Trong con game này mà 20 phút nó cho bằng 20 giây á. Anh em nhìn nó nhảy cái số kìa. Cái này khi nào nó khô ta? Ồ, cũng nhanh quá nè. Rồi, một cái đã khô. Còn hai cái này. Rồi, chiếc giày nó khô luôn. Còn cái quần thì nó hơi chậm tí, nhưng mà chắc cũng khô thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của mình đó là đi tìm lại những cái bộ trang bị của mình. Rồi, ok, quần áo khô hết rồi. Nước cũng phủ phê rồi. Cái gì? Sao tự nhiên cái ba lô đen thui rồi? Bây giờ... À, 100 mấy mét rồi. Ồ, chỗ này là nó trơn trơn, để mình trượt được cũng khá là thú vị nè nha.
cái gì đó. Ê ê ê ê ê. Cái này là thực chứ không phải ảo giác nha. Đâu rồi? Tới đây làm cái gì? Kẹo cái ba lô mình rồi. Phải không? Chỗ đó thì chắc đi ngày lên. Ủa, lên nào ta? Hình như là không có đường lên rồi. Vậy mình bắt buộc phải đi đường vòng bên kia thôi. Xuống đã, xuống đã. Mấy cái nào lụm được thì mình cứ tranh thủ lụm. Nhặt được thì không bố nhang ngang thì cũng bố dọc thôi. Đây là có cái đường đi qua đây nè. Tôi nghĩ là đi theo cái đường ở trên này mới được. Chứ đi đường dưới là no hope à. Cái gì, cái gì? À cái chỗ này hồi nãy nhà mình đi ra thẳng đây luôn mà. Trời ơi, đi chi vô nó xa xong. Đi đường vòng nữa chứ. Có dấu vết của con gấu hả? Và một cái bước chân gì đó. Nhấn Q để mà focus vào. À, mình nhấn Q mình có thể nhìn thấy những cái gì mình có thể lùm được. Nhưng mà hồi nãy cái điểm bất lợi của mình á, cái mà cái điểm mà bất lợi hồi nãy mình tăng là bắt buộc phải tăng á, là mình nhấn Q lâu quá là mình bị mù luôn. Cái gì đây ta? Hình như là nấm nho. Mình lên đây bờ gì nữa kìa. Đây ba lô, đây ba lô đây. Ném nữa té xuống cái bực nữa. Rồi lấy được cái bộ kia rồi. Có cái tiếng gì đó rất là lạ luôn. À nó dưới này nè. Ê ê, về chỗ này nó trơn. Ném nữa tôi rớt dưới rồi. Có một cái tiếng động gì đó dưới, nghe như là cái tiếng điện tử vậy đó. Cục đá này có thể nằm một cái mỏ neo, mình cần một ít dây thừng. 9 cộng dây thừng hả? Rồi mình mới chỉ có một cộng dây thừng thôi, gấp tin nè. 9 cộng dây thừng. Rồi chắc đủ luôn rồi đó. Mà mình đi nhặt thêm tí nữa đi, có thể nó rất là cần thiết. Tại vì gấp đồ cái gì tôi thấy nó cũng cần mà dây thừng đó cho nó. Mà dây thừng thì sẽ từ những cái cỏ lau này ra nè. Nên mình cần phải tập trung nhiều vào nó. Rồi bây giờ mình xuống dưới được rồi đó. Xuống sao ta? À chỉ cần nhấn vô cái cọng dây này là xuống được. Ê, 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 ê. Không sao, không sao. Trời, cục đá nó xuyên qua mình luôn. Dưới này gần như là một cái hang kính thôi. Ở đây có đường nữa nè. Hello, Mike phải không? Mike. Michael Schumacher. Michael Tyson. Mất cái tín hiệu luôn rồi. Nó không trả lời mình này. Khu này thấy ghê ghê sao ta? Bây giờ mình phải trang bị cái bộ đàm vô đó. Để vị trí số 7 đi. Còn cái bình nước mình nhấn ở vị trí số 8. Trời ơi. Bây giờ dựa theo cái bộ đàm này. Hướng này hả? Hướng này phải ra ngoài mới đi được. Nên bây giờ chưa cần không? Mình đi khám phá cái hang rồi đó. Nó dẫn gì đâu.
Ủa cái này đâu phải ra ngoài đâu, xuống nước nào. Nhảy qua, nhảy qua. Rồi nhảy lên tiếp. Đi trong này có một cái dao bằng đá nha. Sử dụng nó thì để cắt da với thịt. Một cái chai rượu whisky luôn. Một cái cuộn dây bằng đồng. Cuộn dây kim loại. Một cái bình nấu ăn gì đó. Cái hộp thức ăn nè. Với cái nạn chân. Lấy hết luôn. Nhiều thứ mới quá ha. Ủa cái dao này mình không trang bị được hết ta? Là phải gắn nó vô cái tool luôn. Mình còn ở đây là một cái cây thương gì đó nè. Không biết sao chế tạo được. Ở đây chế tạo những cái công trình cơ bản thôi. Mình còn một cây đinh là nó làm từ xương. Cái này là cái điểm của mình nè. Rồi tăng được cái điểm mà di chuyển tầm nhìn chế tạo gì đó. Cái này vẫn chưa biết nó là cái gì. Tiêu cực của mình thì nó bên đây, còn cái này là tích cực quá. Ta tút là cái đầu của mình đang bị đau. Bóng tối sẽ khiến mình sợ hãi. Chỉ số sợ hãi nó đang tăng nè. Cơ thể thì chưa biết cái lỗi gì. Một đống debuff luôn này nha. Động vật thì có thể đánh hơi thấy mình ở từ cái khoảng cách rất xa. Do là mình rất lâu rồi mình chưa có tắm rửa gì cả, chỉ cần đi tắm là sạch được cái này. Cái này là gãy chân, còn cái này là kiệt sức, cái này bị ướt, còn cái này đang sợ bóng tối. Không có tăng khiêu hay là cái gì ở đây ta, mình chỉ có một số cái trạng thái chủ động có lợi và bất lợi thôi. Bây giờ tranh thủ đi đó. Đó, có cộng dây thừng có ai để lại luôn nè. Rồi cái hang này vậy là nó thông với mà sát bên chỗ nãy luôn á. Chỗ mình lụm mà cái ba lô này nè. Cái hang này nó đâm ra ngay đó luôn. Cũng gần. Bây giờ cái quét của mình là bui cái lơm gì đó đã. Mình sẽ về lại cái căn cứ mình bui. Mấy cái này nhiều lắm. Nên gán mà gom. Rồi về nhà thôi. Đi cái đường này là qua thẳng cái con sông là tới nhà liền. Đây nè. Có cái cầu á. Bây giờ phải bui một cái cờ lơm. Cái cờ lơm đó là bên này. Đây là cái lơm nè. Mình cần 4 dây thừng và mấy mảnh gỗ là đủ rồi. Dây thừng thì mình nãy giờ làm nhiều lắm. Rồi, làm bui cái này. Đâu ta? Đây nè. Chắc đặt ngoài này đi. Thôi, đặt ở ngoài đi, đặt chi trong nhà cho nó chật chội không biết nữa. Anh em nghe có tiếng gấu nó kêu không? Cái này mấy cái đinh á, mình cần phải có những cái này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là kêu mồ chế một cái quần như thế này nè. Cái quần này á thì nó cần phải có những cái mảnh vải á là cái này. Cái mảnh vải thì nó lại cần có là xương với da, của xương với mà cái đinh. Nó cần có cây đinh, mà cây đinh lại cần người xương. Nên bên trước mắt thì mình tìm cái xương rồi đó. Bây giờ mình cần hai con chỉ. Thiếu một cái miếng này. Và thiếu một cái đinh.
Không, miếng nhựa này là mình phải chế 4 miếng nhựa này nữa nha. Cái này cần rất là nhiều luôn nè. 8 cái miếng này, 4 cái miếng nhựa này thì mới được 4 cái mà 8 cái này, 4 cái này thì mới được 4 cái miếng vải này. 4 cái miếng vải này mới làm được cái quần. Thì tương tự như cái này cũng rất nhiều, nên mình cần phải hái hơi bị nhiều đó. Bây giờ mình có thể là đúng rồi, cầm cái này đi kiếm thằng kia. Sử dụng cái tín hiệu này đi kiếm cái thằng bị lạc của mình, thằng bạn bị lạc của mình, thằng Mai á. Nó sẽ chỗ này nó trơn dưới ta nè, nó đóng băng nó cho nè. Cái nấm, cái gì, cái ghê vậy? Đây dạng như là cái hầm mỏ bỏ hoang vậy á. Anh em nhớ cái đoạn video đầu game không? Cái đoạn mà video giới thiệu đầu game á, có cái cảnh mà chúng ta trong cái hầm mỏ á, thì tôi nghĩ là nó liên quan đến chỗ này á. Đó rồi, chỉ lấy được tí đồ vậy thôi. Cái này mình chưa mở được nữa. Tôi nghĩ là sau này sẽ có cái xà beng hay là cái móc câu gì đó. Mình về nhà cất đồ cái đã quên đó. Game này nó chạy tí xíu là nó hết thể lực liền à. Cái này thuốc lá thì chắc cất vô luôn đi. Thuốc lá để làm gì ta? Sạc được cái chỉ số nicotine của mình, không cần cho mấy. Đồng đô la này cũng không cần luôn. Cái này cất vô luôn đi. Mấy cái chai lọ này thì cũng dục nách vô luôn. Nấm đầu nè. Bút kỳ đầu thì chắc chưa xài tới đâu. Cái này chắc nguyên liệu nấu ăn á, sau này có thể mình cần. Cái này nhôi đen hả? Cái này nhôi xanh, nhôi đỏ, ba loại nhôi luôn. Cái này dây đồng, còn cái này mảnh vụn đinh. Thôi cứ dùng hết vô đây đi. Pin nữa nè. Pin dùng cục vô. Bây giờ làm cái gì ăn cái đã. Trời đổ về chiều luôn rồi, sắp tối rồi. Thôi đi 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 đi. Bây giờ mình sẽ qua đây. Sử dụng mà cái này theo dõi cái dấu chân. À đây nè, đây nè. Vậy là thằng Mai nó bị con gấu đuổi đi đâu đó. Thì nó đuổi đúng cái đường này thôi. Nắm. Ở đằng đó có căn nhà gỗ kìa. Đi thử anh. Đây nè, đây nè. Cái dấu chân của thằng Mai tới đây là nó hết luôn. Tới đây là kết thúc rồi. Is it possible someone's still in there? Tới đây là hết dấu vết của thằng Mai nè. Cái dấu chân cuối cùng nó để lại là chỉ có ngay chỗ này thôi. Nên chắc nó quanh quẩn chỗ này. Cái nhà này thì đâu có vô được nữa.
Nguyên một cái bộ đồ mà nó bỏ đây luôn. Nó bỏ nguyên cái bộ đồ đây luôn. Ở đây có cái cửa nữa nào. Mấy cái này cứ gom hết đi. Cái này cái tủ hả? Một cái chai, một cái mà banh ghét. Có cái chìa khóa gì nào? Cái mấy cái toy xe đồ chơi đó là để làm cái gì ta? Trong phòng nào nó cũng treo một cái đầu cái con nãy cho nó nhìn rất là ghê luôn nha. Tự dùng cái nút quy coi có gì để rút nó nhanh hơn không. Mấy cái chén bể này cũng lấy nữa. Lấy về để làm cái gì? Một cái bức thư. Một cái bức thư. Hôm nay ông để lại là có khoảng 20 cái can thực phẩm ở đây. Mình có thể dùng nó để sinh tồn. Nó ghi chữ M là chữ ký. Ủa? Ủa cái này sao không tương tác được ta? Bị gì vậy? Nè, cái hộp nó sáng lên nè. Nhưng mà không tương tác được. Buổi tối trời lạnh chứ rồi, chắc mình phải chạy về nhà. Thằng Mai hẳn là nó nằm ở đâu đó chỗ này thôi. Nào, về nhà ngủ đi, trời tối ra đường nguy hiểm lắm. Con game này nó rất là độc ác, nên chúng ta chơi gần tắt vua cẩn thận trước đã. Đóng cửa luôn. Chế ra một miếng dây thừng đi. Khoan khoan khoan, hồi nãy mình chế cái gì ta? Chế cái này nè. Bữa sau con đủ tài nguyên để gấp là sao? Thì vẫn đủ nè. Cần 15 cái fiber, fiber mình có 15 cái. Vậy là sao? 21. Cái này phải cần tới 8 lần. Chắc là không có chỗ trống trong cái ba lô mình đó. Mấy cái này dục hết vô đi. Mấy cái muỗng đâu nè. Mấy cái bình ấm chén đũa đâu. Mấy cái này là mấy cái quái gì tôi không biết luôn. Xe lửa đâu nè. Mấy đá cũng cất vô luôn đi. Mê tồ. Đinh. Đinh thì chắc cần đó. Nên giữ trong người đi. Cái nấm này cũng chưa biết cách nấu đâu. Nên cất vô trong ba lô luôn. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Mình gấp thêm một số cái dây thừng nữa đi.
Fiber là cái này đó. Ủa, nó chế ra cái sợi này mà. Thôi, bây giờ nấu ăn cái đi ngủ. Không, ngủ gì mới ăn chứ. Bây giờ mình đi ngủ. Ngủ cái gì rất là đói luôn á. Anh ngủ 5 tiếng thôi, tới tầm này nè. Vậy là phải ăn trước rồi mới đi ngủ, giống hơi là bệnh chết. Giây không đủ luôn, không đủ chín luôn, vừa đủ vừa đủ. Rồi đi ngủ được rồi đó, mình ngủ cho nó hồi phục cái sức khỏe lại cao cao tí đã. Ngủ 8 tiếng thì nó hơi chưa, 7 tiếng đi. Nè, cái thần kinh mình lên 100 điểm là dính thêm một cái bất lợi nữa đó nè. Ăn hai cái luôn cho nó no. Mình còn có 4 lọ thôi, nên tiết kiệm tí. Mấy hộp đậu nè. Rồi uống miếng nước luôn số 8. Ủa, bị cái gì nữa vậy? Đóng cửa lại. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi qua chỗ này, bắt đầu tìm kiếm thằng Mai. Nè nè nè, chỗ này có sóng nè. Vậy là đi thẳng về hướng này. Hướng này. Rồi hướng này, thẳng lên luôn. Ủa? Trời ơi, cái animation nó bị vướng. Vậy là thẳng theo hướng này nữa. Leo lên cái dốc này đó ta. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ủa? Trên này làm gì có đường đâu. Trời ơi, nhảy xuống gì cũng gãy cái giò cái nữa. Thiệt á. Nó nằm trên dốc nè. Chỗ này cao có gì xuống được không? Chứ lên là không được rồi đó. Chỉ có xuống thôi. Đây qua đây tìm thằng Mai. Thằng Mai nó đi chỗ nào dưới gì ta? Ê, 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 anh em thấy con sói chưa? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, sói. Ở đây có chỗ leo lên nè. Nó cho mình đóng đồ thôi. Nhưng mà không biết có cái gì có tác dụng không.
Cái này để hồi 50 máu. Máu mình đang ít, xài luôn đi. Trên này một số cái đồ ăn nữa thôi. Được cái gì nữa nè? Được cái lóng phích này để mở khóa. Một cái chìa khóa bị gỉ sét. Còn lại thì hết rồi. Cái này sắp xếp sao ta? Đây anh Z đây. Nhiều quá, chỗ này anh ấy cho mình nhiều đồ quá. Và tôi không biết ai để đồ trong đây nữa. Chắc ăn là không phải mai đó. Đi. Hướng này hả? Chó đâu ta, chó rồi. Mình bây giờ là chưa có cái gì để tấn công ở đâu. Trong này có cái cửa đường hầm chưa? Ý, 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 ý. Đi 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 đi. Lượn đi. Ôi giời ơi. Trời ơi, 17 luôn. Bây giờ vô không được, ra cũng không được nữa. Cứ đi lặng lẽ đi. Không dám bật cái radio lên. Bật lên sợ nó nghe. Ây da. Đây có chỗ trốn, chỗ trốn. Bỏ đi bạn ơi, bỏ đi. Bỏ đi. Từ ngủ tiếp đi, đúng rồi đó. Cái này hình như là xương rồi. Đó, đúng rồi đó. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Có cái lò xo nữa. Ừ, cái này sao nhặt không được ta? Bị lỗi à? Hồi nãy nó còn hiện ra chứ e. Chỗ này chắc là đường ra nè. Tôi nhìn thấy ánh sáng ở ngoài rồi. Sống rồi anh em ơi. Ủa thì thằng Mai đâu? Thằng Mai sao nó chỉ 43 mét gì cơ?
Ủa đúng cái đường mình vô hang mà ta. Thôi quỳ ra trước cái đó. Nhìn thấy ghê quá. Mình đi vòng ra thì có gì mình quay một vòng đi vô lại. Chạy. Trời ơi bạn ơi. Bạn đâu có qua được đây phải không bạn? Ủa chỗ này cái ngã ba hả? Trời ơi máu thịt nó bầy nhầy ở trên này à. Quá trời nhiều đồ anh em ơi. Kiểu này phải về nhà có cái mới được. Hết rồi, mình thêm một đống đồ mới luôn. Mấy cái lò xo nè. Rồi cái lúc phích đó nè. Thuốc lá. Cái này cái nhánh gỗ thôi, chả có quái gì cả. Có cái xương động vật là được rồi. Có cái xương này để mình chế thành cái kia. Chế thành cây kim. Chết rồi cái hàng này. Ừ có đường ra, có đường ra. Ê, khoan 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 khoan. Làm sao ta, làm sao mình đánh đại hướng nó được. Thôi gọi vậy. Xuống đây là không có lên được. À, mấy con này chắc nó sợ lửa. Nhấn chuột trái để hù mấy con sói này đi. Cái gì? Phải thì không 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 nó kêu đốt lửa lên để mình có thể dọa được mấy con sói đó. Rồi cũng không sao, đi lại từ khúc này thôi. Trên này có đường nữa nè nha. Chỗ này nãy mới ở dưới mình mới lên. Chỗ này xong lên ta. Còn cái đường ở trên này nữa nè, nhưng mà tôi chưa biết cách lên. Trong cái hang này không lẽ nó hết đường rồi. Chốc một hồi cái này có thể là cái đường ra. Nên mình cứ bắt buộc phải xuống đây rồi. Không có đường nào khác để đi cả. Bạn sợ là, bạn sợ là. Con bà nó mình bắt buộc phải quẩy liên tục luôn, không được ngừng rời khỏi con mắt của nó. Hơi bị chua nha, nãy giờ nó ăn thịt tôi 2 lần rồi đó. Chúng ta không, bầy sói đã 2 mạng. Cái này nó bắt mình làm lại cái đoạn lút đồ này cũng thấy mệt quá chứ. Rồi đi.
cũng đủ. Chứ hiểu làm sao luôn á. Tôi bắt đầu bực rồi đó nha. Nếu bắt mình phải đi lại nguyên cái đoạn lút đồ từ đầu luôn. Làm lại cái đoạn này hoài luôn, thấy mệt người. Sao nó không xếp từ cái lúc mà mình nhảy xuống cho rồi đấy. Game này nó không có tính năng xếp nữa nha. Nó chỉ auto xếp thôi. Nó trốn đi luôn hay vậy? Ủa, trời ơi, giật cái mình, thằng Mai kìa. Mike. Hả? Mất luôn tín hiệu Mai rồi. Trăm mét ở bển hả? Thằng Mai nó đâu ta? Mike, where are you? Ướt 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 bị ướt. Where did you go? I just need to keep looking. Không, cái này nó chỉ dẫn lại cái hang động nãy thôi, nên tôi nghĩ là nó phế luôn rồi đó. Bây giờ chắc chạy về nhà cái đó. Đồ mình nhiều quá rồi. Bị ướt dữ vậy ta. Nhảy ra cái bị ướt mẻm luôn rồi. Nặng, bị nặng. Sắp theo cái trọng lượng giảm dần. Cái cây này 1 kg. Đập nó vô vô rồi má con game. Có thời gian mà để quăng đồ luôn á. Má nó thiệt á. Rồi mất luôn cái đuốc rồi. Chỗ này là chỗ nào vậy nè? Rồi đường về nhà là đường nào? Vãi thiệt. Rồi ẩn đồ rồi. Dục bớt đồ ra. Ok.
cái chai này uống vô mất 4 máu nhưng mà nó còn nhiều lắm, uống đi cho nó nhẹ người, nó tăng thêm được một tí nhiệt độ trong cơ thể mình. Cái cây muỗng này chắc chục, đồ mình nhiều quá, cục đá này chắc chục bớt đi 7 kg lận. Đá ngoài cái để ném ra oa. Hết nặng rồi, bây giờ tìm đường về nhà thôi. Tôi chả nhớ đường nữa. Phải nắng. Ăn 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 ăn. Cái này cái hộp đinh là không bỏ được. Ăn cái này luôn. Thôi xong rồi à, cái suối nước nóng nè. Nó nhìn thấy cái là nó đuổi hoài luôn á. Nếu sao nó lại chỉ về cái chỗ cũ nữa ta. Thôi về nhà cất đồ cái đã. Kể tiếng hôm mai mình đi tìm nó rồi. Mà nó không về thôi kệ nó luôn. Đồ ướt một tí xíu là coi như là chết chắc luôn đó nha. Bỏ lại game thiệt. Cái độ khó nó khắc nghiệt. Cái này là cái gì? Rồi, khô rồi. Fiber thì cả đóng luôn nhưng mà nó lại bớt thiếu 10 cái nè. Bây giờ chế cái đinh. Với cái quần của mình. Cái quần của mình đây. Rồi chế được cái quần này. Bây giờ cố gắng chế thêm mấy cái này nữa. Có quần mới rồi anh em ơi. Đâu ai có quần đâu ấy. Ở chuồng trong cái thời tiết này à. Đây 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 đây. Cái quần này là nó thêm được 4 giáp luôn. Mình có 4 giáp này nè. Đi chút xíu gom được cái đống đồ vậy. 17 con dây thừng á. Xếp theo trọng lượng đi. Cái gì mình không cần mình quăng vô. Dây đồng nè. Ừ, cái gương mình hết chỗ luôn rồi nghe. Ủa bỏ vô được có một cái là sao? Vậy là mình phải chế một cái gương đó rồi. Cái gương chế đồ thì chắc nó nằm bên này. Đây nè, đây nè. 30 cái thanh gỗ mềm kiếm đâu ra trời. Gấp mấy cái đơn giản như thế này mà bao nhiêu tài nguyên đó là. Glue tích này ở đâu nữa. 16 thanh gỗ lớn. Cái thanh glue tích này. À cái công thức nấu của mình nè. Trà. Nước. 3 cây nấm. Nước.
Nước thì mình lấy đâu ta? Nước thì mình có cái này nè. Ba cái nấm thì mới nấu được đó. Bây giờ chưa có đâu. Mấy cái này mấy cái dụng cụ hồi nãy. Bây giờ quan trọng là phải chế được cái bàn này nè. Cái bàn ghép này thì chế cần phải có cái nấm chữa thương. Cái này gấp được. Còn sát khuẩn. Không biết tác dụng nó là cái gì luôn. Bốn cái vỏ cây. Cái này cái dây phơi quần áo thì mình có rồi. Trời tối rồi. Mình bắt đầu đói bụng nó đó. Bốn chục, trời ơi. Thiếu, vẫn thiếu đinh. Hồi nãy xương mình lụm về rất là nhiều luôn nhưng mà vẫn không đủ nha. Sure could eat right now. Hết chỗ để luôn rồi. Lấy mấy cái đồ ăn này ra. Ba lô mình thì nặng quá. Game này sao mà chơi ác với nhau vậy ta. Đói bụng ơi, đói bụng ơi. Cái gỗ này không biết lấy ở đâu. Nhưng mà giá trị đũa tôi có nó tới 120 rồi. Ngày mai mình đi mình thấy nấm. Xong rồi mình sẽ lên cái chế độ dinh dưỡng. Hiện tại thì bây giờ đi ngủ đi. Sáng thức dậy tính sau. Ngủ 8 tiếng luôn. Rồi bắt đầu có cái bệnh mới nữa rồi nè. Ba hộp đi, ăn ba hộp luôn cho nó no. Một hộp này nó chỉ có 30% thôi, 30 điểm thôi. Mình ăn ba hộp là 90 rồi, chưa có vui nữa. Bây giờ phải chế cái gương đồ mới được, không chế là không được đâu. Còn không thôi mình phải quăng bớt vài cái mà. Như cái này đéo biết nó là cái gì nè.
Nắm đây, nắm đây. Mình có thể sửa nó nữa hả? Cái này sửa làm méo gì được. Sao cái này không cất vô tủ được ta? Không cất được, không hiểu tại sao luôn. Mấy cái chai này dục hết à, không biết để làm cái gì. Cái này dạng như là cái bút của mình vậy, cắn vô là tăng bút á. Game này có quá nhiều cái đồ vật đi. Phải nhấp hai lần nó mới chọn cái gì á. Đúng rồi, nhấp hai lần nó mới chọn. Nè. Tám chục ký còn nặng quá à. Rồi hết bỏ vô được nữa rồi. Game này nó làm phải chứa đồ đúng khổ luôn. Bây giờ chế cái campfire đã. Tinder này không có luôn. Mấy cái này chế méo được luôn nè. Tinder này không biết lấy đâu nè. Tinder thì chế từ cái vỏ cây. À đây, chế được cái này cũng được nữa. Ủa? Nước làm sao mình có nước ta? Sói nó đứng giữa đường nó chờ mình coi. Mình đi quay về cái nhiệm vụ ban đầu à. Cẩn thận dính nước bây giờ, dính nước ướt cái là mệt người luôn á. Ủa, sao lại quay lại chỗ này thì...
Bây giờ nó kêu follow cái dấu đó nhấn quy có thể hết. Nãy giờ đi 3-4 lần luôn rồi đó. Đây nè, đứng ngay chỗ này là nhấn quy nè, đi theo cái dấu chân nó quay luôn. It just keeps getting worse. I hope the guys are okay. Cái này chưa lấy được nữa. Tới đây là dấu chân gấu rồi, không có còn dấu chân người nữa. Nó lại chỉ về cái chỗ mình mới đi qua nữa rồi, không hiểu được. Rồi nữa rồi, mấy con này nó nhảy quá à. Tôi hết biết mình phải đi đâu và làm gì rồi. Bây giờ game nó chưa ra mắt nữa nên có lên YouTube Google gì tìm thì cũng chả ai biết đâu. Rồi cái này nó bị hỏng nữa hả? Phải thì con game này. Đồ ăn lấy về không ăn liền nó cũng hỏng. Mấy cái nấm này cũng vậy luôn. Nên bây giờ mình có công thức nấu ăn thì vẫn chưa nấu được nữa. Nè, chưa biết kiếm nước ở đâu. Ủa có nước rồi nè. Bây giờ kiếm cái nồi nấu cooking pot. Đây 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 đây. Ủa vậy là nấu chưa? Sao tôi không thấy có triệu chứng gì tình vậy? À đây à, đây nè. Còn có độ tươi ngon nữa nha. Hồi được có 10 máu à, 30 nước. Với mà 30 độ tỉnh táo. Mình lên level 5 rồi. Tăng thêm một số mà chỉ số sức khỏe nữa. Tăng thêm cái sức đề kháng với cái lạnh luôn. Biết được cái nấu ăn luôn, giảm cái độ đói. Biết được cái chặn thịt luôn, có thể săn được động vật hả? Bây giờ đang đói bụng, bị hai cái mám thị rồi. Máu đen hồi nè. Độ đói mình tới 185 lận. Cái gì? Nhiệt độ bên ngoài thì cực kỳ nóng. Thời gian đang là buổi chiều.
không biết sao mà ở sa mạc như thế này lại kêu cực kỳ nóng nữa. Không nên uống nước bẩn, nước sạch ở đâu ai biết. Cái nhiệm vụ này thì tôi bó tay nè. Còn nhiệm vụ vụ thì không có nữa. Mình đi đến đây mình nhấn quy rồi đi theo cái dấu vết. Thôi bó tay rồi. Thôi hôm nay gần game này ở đây đi, tiếng gửi rồi. Nãy giờ tôi lên quanh ở đây chưa làm được cái gì nhiều. Đồ nãy tôi dục ra nè. Nó từ trong nhà nó dăng ra đây luôn. Nên có thời gian thì sẽ chơi tiếp. Hôm nay thì chắc dừng ở đây được rồi. Rồi, bye bye anh em.